Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 trí quang chiếu, những gì là 10? Đó là trí quang chiếu, biết chắc sẽ thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trí quang chiếu thấy tất cả chư Phật, trí quang chiếu thấy tất cả chúng sinh chết đây sinh kia, trí quang chiếu hiểu tất cả pháp môn tu Đa La, trí quang chiếu y chỉ thiện tri thức, phát Bồ Đề tâm tích tập các căn lành trí quang chiếu thị hiện tất cả chư Phật, trí quang chiếu giáo hóa tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ an trụ bậc như lai, trí quang chiếu diễn nói pháp môn rộng lớn không thể nghĩ bàn, trí quang chiếu khéo léo biết rõ tất cả thần thông oai lực của chư Phật, trí quang chiếu đầy đủ tất cả các ba la mật, đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ đắc được trí quang chiếu vô thượng của tất cả chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 vô đẳng trụ, tất cả chúng sinh, thanh văn, độc giác đều không bằng được. Những gì là 10? Đó là Đại Bồ Tát tuy quán thật tế mà không thủ chứng, vì tất cả thệ nguyện đã phát, chưa thành tựu viên mãn, đó là vô đẳng trụ thứ nhất. Đại Bồ Tát gieo trồng tất cả căn lành trong Pháp giới, mà ở trong đó không có sự chấp trước, đó là vô đẳng trụ thứ hai. Đại Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh đều biết là như hóa thì tất cả các pháp đều tịch diệt mà nơi Phật pháp chẳng sinh nghi hoặc đó là vô đẳng trụ thứ ba đại bồ tát tuy lìa hết thảy vọng tưởng thế gian mà hay tác ý nơi bất khả thuyết kiếp tu bồ tát hạnh đầy đủ đại nguyện chọn ở trong đó không khỏi tâm nhàm mỏi đó là vô đẳng trụ thứ tư đại bồ tát đối với tất cả pháp không có chấp trước vì tánh của tất cả pháp là tịch diệt mà không chứng niết bàn Tại sao? Vì đạo nhất thiết trí chưa thành tựu viên mãn, đó là vô đẳng trụ thứ năm đại bồ tát biết tất cả kiếp đều chẳng phải kiếp mà chân thật nói tất cả kiếp số đó là vô đẳng trụ thứ sáu đại bồ tát biết tất cả pháp đều không chỗ làm mà chẳng xả bỏ làm đạo cầu các phật pháp đó là vô đẳng trụ thứ bảy đại bồ tát biết ba cõi duy tâm ba đời duy tâm mà biết rõ tâm đó vô lượng vô biên đó là vô đẳng trụ thứ tám đại bồ tát vì tất cả chúng sinh Nơi bất khả thuyết kiếp hành Bồ Tát hạnh Muốn khiến cho họ an trụ bậc nhất thiết trí Như vì một chúng sinh Vì tất cả chúng sinh cũng đều như vậy Mà chẳng sinh tâm nhà mỏi Đó là vô đẳng trụ thứ 9 Đại Bồ Tát tuy tu hành viên mãn mà chẳng chứng bồ đề. Tại sao? Vì Bồ Tát nghĩ như vậy. Những việc làm của tôi vốn đều vì chúng sinh, bởi vậy tôi nên ở lâu nơi sinh tử, phương tiện lợi ích, đều khiến cho họ an trụ Phật đạo vô thượng. Đó là vô đẳng trụ thứ 10. Phật tử đó là mười vô đẳng trụ của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được đại trí tất cả Phật Pháp vô đẳng trụ vô thượng.